Bạn đang nghe nội dung từ Voice FM. Hãy lên App Store tìm VOIZ và cài đặt ngay để tận hưởng hơn 10.000 nội dung chất lượng cao có bản quyền nhé. Lắng nghe quyển sách Bây giờ hoặc không bao giờ. Tác giả S.J. Scott. Dịch giả Võ Hồng Ánh. Đơn vị ủy thác bản quyền Old Town Publishing. Giọng đọc Thùy Duyên. Bạn có phải là một người hay trì hoãn? Khi nhận một dự án quan trọng, bạn thường muốn tập trung để hoàn thành tốt. Song bạn lại có vô vàn lý do để bao biện cho việc trì hoãn dự án này. Trưởng nhóm chưa được thông báo, bạn không có đủ những giấy tờ cần thiết hoặc không rõ mình phải bắt đầu từ đâu. Bất kể lý do là gì, bạn đều đang tìm cách bao biện mỗi khi trì hoãn. Thêm vào đó, việc trì hoãn sẽ làm nảy sinh một hiệu ứng kèm theo. Nếu bạn thường xuyên trì hoãn, thì khi hoàn thành xong một công việc, ngay lập tức sẽ có thêm vài công việc khác ập đến. Sự thật là, ai trong đời cũng từng đôi lần trì hoãn. Có nhiều người thường xuyên trì hoãn và cũng có một vài người khác lại coi trì hoãn là nguyên nhân khiến họ không thể vui sống và không thể đạt được kết quả tốt. Cuốn sách này được viết cho những người đó, những người đang nỗ lực để hoàn thành dự án và những công việc cá nhân đúng thời hạn đề ra. Từ bỏ tính trì hoãn không phải là một việc bất khả thi, bạn chỉ cần có được những thói quen được rất nhiều người thành đạt sử dụng và biến chúng trở thành thói quen của mình. Một số người cũng thường có những nỗi sợ hãi và những hạn chế giống như bạn, nhưng nhờ vào việc tự rèn luyện, họ đã có thể hành động một cách kiên định và hiệu quả. Trong cuốn sách Bây giờ hoặc không bao giờ này, bạn sẽ khám phá hàng loạt ý tưởng giúp bản thân vượt qua thói quen trì hoãn mỗi ngày. Trong khi nhiều cuốn sách khác chỉ cung cấp những mẹo đơn giản, thì với cuốn sách này, bạn sẽ biết được tại sao một chiến lược lại trở nên hiệu quả. Nó loại bỏ những hạn chế vì niềm tin nào và bằng cách nào chiến lược ấy có thể được ứng dụng tức thì vào cuộc sống. Nói một cách ngắn gọn, bạn sẽ khám phá ra được những căn nguyên gây ra sự trì hoãn và cách khắc phục chúng. Thói quen trì hoãn. Mọi thành công hoặc thất bại đều trở lại từ một thói quen. Những điều bạn làm hàng ngày sẽ quyết định phần lớn những gì bạn sẽ đạt được trong cuộc sống. Thói quen tạo nên thói quen. Đa phần chúng ta đều sử dụng một vài thói quen để vận hành cuộc sống của mình. Chúng ta thức dậy vào buổi sáng và làm theo một loạt hành động định sẵn. Tắm rửa, đánh răng, mặc quần áo, ăn sáng, đi đến công ty, làm việc và trở về nhà. Một vài người chọn làm thói quen cải thiện bản thân, đặt ra mục tiêu cho bản thân, đọc những cuốn sách, khơi gợi cảm hứng sáng tạo, thực hiện những dự án quan trọng và phớt lờ mọi thứ vô bổ gây phân tâm. Những người khác lại chọn các thói quen phá hủy bản thân, làm việc ở hiệu suất tối đa, ăn những thức ăn có hại cho sức khỏe, làm giảm khả năng sáng tạo bằng những chương trình giải trí vô bổ và đổ lỗi cho người khác khi thất bại. Trên thực tế, các thói quen có thể vừa tốt vừa xấu. Chúng tạo nên con người chúng ta, những gì chúng ta làm và những gì chúng ta có thể đạt được trong cuộc sống. Điều thú vị là mọi thói quen đều được hình thành theo cùng một cách. Khi hiểu được cách nó vận hành, bạn có thể tự tin thích nghi mọi thói quen mới và làm theo một cách kiên định. Giả sử bạn muốn viết 30 phút mỗi ngày, bạn tạo lập thói quen này bằng cách làm theo hướng dẫn mà những người khác từng sử dụng. Mỗi ngày hãy dành một khoảng thời gian cho thói quen này. Tạo lời nhắc vào một thời điểm cụ thể để thực hiện thói quen này. Hãy bắt đầu bằng việc đặt ra những mục tiêu nhỏ như dành 5 phút để viết lách chẳng hạn. Hãy theo dõi thói quen này để đảm bảo bạn đang thực hiện mỗi ngày. Lên kế hoạch cho những ngày mà bạn không có hứng để viết. Nâng dần nỗ lực của bạn cho đến khi bạn viết đều đặn 30 phút mỗi ngày. Dù tốt hay xấu thì mọi thói quen đều được hình thành từ việc lặp đi lặp lại. Có những thời điểm nào đó trong cuộc đời, thói quen trì hoãn có cơ hội phát triển và nó đem lại cho bạn cảm giác hài lòng trong một thời gian ngắn. Song, điều mà bạn đã không làm là học cách vượt qua cảm giác lười biếng đó để thực hiện những việc cần làm. Một trong những lý do lớn nhất giải thích cho việc mọi người thường hay trì hoãn là do công việc đó mâu thuẫn với những thói quen sẵn có của họ. Bất cứ khi nào bạn cố gắng làm một điều gì đó mà không phải những việc bạn làm hàng ngày, bạn sẽ cần phải có nỗ lực và ý chí thì mới hoàn thành được. Điều này càng đúng hơn nếu đó là một việc nhàm chán. Giải pháp đơn giản nhất để vượt qua sự trì hoãn không phải là chiến đấu với nó. Thay vào đó, bạn cần thay thế nó bằng những thói quen tốt có lợi cho cuộc sống của bạn. Bạn sẽ thấy rằng khi một công việc khó khăn trở thành một thói quen, nó sẽ không còn trì hoãn nữa. Bạn sẽ làm một cách rất tự nhiên như đánh răng, xem TV hay lái xe. Tất cả những gì bạn cần đó là một bản hướng dẫn.
giúp bạn chia mọi công việc thành những việc làm nhỏ hàng ngày và hoàn thành những việc làm nhỏ đó. Tất cả chúng ta đều cảm thấy thỉnh thoảng phải trì hoãn. Đó là một phản ứng hoàn toàn bình thường khi phải đối mặt với thách thức khó khăn. Bí quyết để hành động ở đây là hiểu được tại sao bạn lại đang trì hoãn. Trong phần tới, chúng ta sẽ xem xét 7 lý do phổ biến mà mọi người thường đưa ra để bao biện khi bị sự trì hoãn cám dỗ. Hết phần 1. Bạn có phải là một người hay trì hoãn? Thói quen trì hoãn. Bạn đang nghe sách nói tại Voice. 7 lý do có thể nảy sinh khi bạn muốn trì hoãn. Không khó để nghĩ ra một cái cớ nào đó để trì hoãn. Bí quyết ở đây là phải biết khi nào một lý do là hợp lý và khi nào nó chỉ là một cách khôn lõi để né tránh. Phần lớn những cảm giác trì hoãn của chúng ta khởi nguồn từ một nỗi sợ hãi tiềm thức hoặc từ một niềm tin khiến chúng ta tự giới hạn bản thân. Khi dành thời gian để khám phá những ý nghĩ này, bạn sẽ nhận ra rằng thật dễ chiến thắng chúng và tạo ra một tư duy tích cực định hướng đến hành động. Tâm trí của bạn là bộ máy diệu kỳ. Nó cung cấp cho bạn nguồn sức mạnh để tạo ra bất kỳ thứ gì từ trí tưởng tượng của bạn. Tuy nhiên, nó cũng có thể hạn chế khả năng hoàn thành công việc của bạn. Chúng ta thường bị mắc kẹt trong một dự án, không phải vì thiếu động lực hoàn thành nó, mà bởi những dạng suy nghĩ tiêu cực quanh quẩn trong đầu chúng ta. Căn nguyên của thói trì hoãn đến từ niềm tin khiến chúng ta tự giới hạn bản thân. Khi những suy nghĩ đó không được kiểm soát, chúng chính là nguyên nhân nảy sinh ra những cái cớ biện minh cho việc không hoàn thành một dự án công việc. Tuy nhiên, khi thách thức những lý do đó, bạn sẽ thấy rằng đa phần chúng là kết quả của những nỗi sợ tiềm ẩn hoặc những dạng thói quen tiêu cực. Mọi người thường đưa ra 7 lý do để bao biện cho việc trì hoãn. Cần hiểu được lý do tại sao chúng lại xuất hiện và bạn sẽ tiến được gần thêm một bước nữa tới việc chiến thắng được sự trì hoãn. Lý do 1, nó cũng chẳng quan trọng lắm. Mọi người thường né tránh những công việc có vẻ không quan trọng, đôi khi là những công việc không đòi hỏi khắt khe về mặt thời gian. Có lúc lại là một công việc nhàm chán và chẳng liên quan gì đến mục tiêu dài hạn, và có khi nó đòi hỏi bạn phải vượt qua một nỗi sợ hãi lớn. Không cần biết ý nghĩ nào đang lướt qua đầu bạn, nhưng có những lúc chúng ta thường trì hoãn một công việc bởi nó chẳng có vẻ gì là quan trọng. Một trong những liều thuốc đơn giản nhất để chữa căn bệnh chẳng quan trọng lắm là tập thói quen ra những quyết định đơn giản, hoặc là bạn tập trung hoàn thành nó, hoặc là loại bỏ nó khỏi những việc cần làm. Bạn sẽ được học một trong những cách tốt nhất để vượt qua được sự trì hoãn là đưa ra những quyết định khó khăn trong cuộc sống, kể cả việc loại bỏ những thứ đôi khi có vẻ quan trọng. Lý do 2, tôi cần làm trước. Nhiều dự án thường bị treo bởi có một công việc cụ thể cần hoàn thành trước khi làm bất cứ điều gì khác, dù đó là một cú điện thoại, một dự án chen ngang hay một vụ mua bán đơn giản. Những điều này rất dễ tạo ra sự trì hoãn khi phải hoàn thành chúng trước mọi công việc khác. Bạn có thể vĩnh viễn loại bỏ lý do này bằng cách phát triển thói quen xác định một cách trọn vẹn từng dự án. Yếu tố then chốt ở đây là chia nhỏ chúng thành một loạt những hành động nhỏ mà bạn thực hiện hàng ngày. Lý do 3, tôi cần thêm thông tin để bắt đầu. Đôi khi đây là một lý do hợp lý. Chúng ta thường có những công việc đòi hỏi phải được nghiên cứu kỹ càng trước khi bắt tay vào thực hiện. Tuy nhiên, tôi không nghĩ đó là một lý do chính đáng nếu bạn thực hiện việc đó mỗi tuần. Giải pháp đơn giản nhất dành cho vấn đề này chính là lấy thêm thông tin. Đừng bao giờ lấy việc không biết cách làm để làm lý do né tránh một dự án. Lý do 4, tôi bị quá tải và có nhiều việc để làm. Chúng ta ai cũng đều từng bị quá tải, nó khiến chúng ta có cảm giác như dù có cố gắng thế nào thì những việc phải làm cũng không hoàn thành hết được. Vấn đề này thường xảy ra với những người cảm thấy mình phải có trách nhiệm tự làm tất cả mọi việc. Cảm giác quá tải có thể được loại bỏ bằng cách tập trung vào những công việc quan trọng, ủy thác hoặc loại bỏ những công việc khác. Một khi biết cách xác định đâu là điều quan trọng thì không khó để tự xử lý từng nhiệm vụ một và hoàn thành mọi việc một cách nhất quán. Lý do 5, bây giờ tôi không có thời gian. Đây cũng lại là một lý do thực sự hợp lý. Đôi khi bạn phải tập trung vào một dự án và không thể bắt đầu một dự án khác. Tuy nhiên, lý do không có thời gian thường dẫn đến một thói quen trì hoãn khó chịu, khiến bạn luôn gác lại những việc quan trọng. Khi bạn nói giờ tôi không có thời gian, thì có thể ý bạn là trong tương lai, công việc sẽ dễ dàng hơn và thú vị hơn. Tuy nhiên, rất nhiều người đưa ra lý do này bởi hy vọng ngầm rằng công việc đó cuối cùng sẽ không cần làm nữa.
Nếu bạn cứ tiếp tục trì hoãn hành động theo kiểu để mai tính mà không ai biết mai là lúc nào, thì khả năng cao là bạn sẽ không bao giờ hành động. Lý do 6, tôi lại quên làm nó mất rồi. Mọi người thường trì hoãn một công việc vì họ quên. Chắc chắn nhiều khi chúng ta lơ đãng và để một thứ gì đó trôi tuột khỏi tâm trí của mình. Tuy vậy, căn bệnh đãng trí mãn tính là một dấu hiệu cho thấy chúng ta đang phản kháng mạnh mẽ về thực hiện một công việc cụ thể nào đó. Có thể bạn coi nó không quan trọng, hoặc có thể hệ thống tổ chức bạn đang sử dụng không hiệu quả. Vấn đề ở đây là quên không phải là một lý do chính đáng để trì hoãn. Đến một lúc nào đó bạn sẽ cần phải quyết định rằng hoặc là bắt đầu thực hiện hoặc là loại bỏ nó. Lý do 7, tôi không thích làm việc này chút nào cả. Chắc chắn sẽ luôn có những công việc mà chúng ta e sợ. Bí quyết ở đây là chúng ta phải phân biệt được khi nào một công việc cần được hoàn thành và khi nào nó có thể bị loại bỏ. Chúng ta thường nhầm lẫn giữa hai điều này và né tránh những công việc có thể có những tác động tích cực dài hạn đối với cuộc sống của chúng ta. Điều đó có nghĩa là không nên trì hoãn làm việc gì đó chỉ vì bạn không thích. Tốt hơn là hãy phân tích tại sao bạn ngại làm việc đó để xem nó có phải là một dấu hiệu của một vấn đề lớn hơn không. Tại sao phần lớn những lời bao biện đều vớ vẩn? Bao biện là căn bệnh của tất cả mọi người. Dù bạn có thành công đến đâu thì chắc chắn cũng có đôi lúc bạn cố gắng dùng một lý do nào đó để bao biện không phải là một việc gì đó. Đó là lý do tại sao việc hình thành nên những thói quen để ngăn chặn và vượt qua tư tưởng bao biện là điều vô cùng quan trọng. Trong phần còn lại của cuốn sách, chúng ta sẽ xem xét danh sách những thói quen tích cực có thể sắp xếp vào lịch trình bận rộn hàng ngày. Tôi đặt tên chúng là những thói quen chống lại sự trì hoãn bởi chúng giúp bạn lập tức hành động ngay cả khi bạn cảm thấy lười biếng hoặc không có tí động lực nào. Không chỉ đề cập đến từng thói quen, chúng tôi còn nói về cách chúng giải quyết được một trong 7 lý do phổ biến mà mọi người thường mang ra để bao biện cho việc trì hoãn. Và một khi bạn đã hiểu được cách vượt qua định kiến giới hạn bản thân, bạn sẽ nhận ra rằng việc kháng cự lại sức hấp dẫn của việc trì hoãn quá ư dễ dàng. Hết phần 2, 7 lý do có thể nảy sinh khi bạn muốn trì hoãn. Tại sao phần lớn những lời bao biện đều vớ vẩn? Vòi FM, ứng dụng sách nói chất lượng cao, kho sách nói lớn nhất Việt Nam, từ các tác giả sách bán chạy nhất, cùng nhiều thể loại nội dung khác, podcast, sách tóm tắt, truyện thiếu nhi, thiền và ngủ. Chia theo các hạng mục dễ tra cứu và được thể hiện qua các dòng đọc mượt mà. Hẹn giờ tắt để nghe trước khi ngủ. Điều chỉnh tốc độ nghe phù hợp với bản thân. Tải xuống để nghe không cần mạng. Chế độ lái xe, thao tác đơn giản và an toàn. Gần 20.000 người đã sử dụng và hài lòng. Còn bạn thì sao? Tải ứng dụng Voi FM trên App Store hoặc Google Play để được nghe thử miễn phí ngay hôm nay. Voi FM, lắng nghe mọi lúc, bên bạn mọi nơi.